Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin VinFast nộp dự thảo hồ sơ niêm yết tại Hoa Kỳ. VinFast, hãng xe Việt Nam thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vừa tiết lộ đã gửi hồ sơ đăng ký cho Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ để chào bán lần đầu ra công chúng. Mới đây, VinFast công bố dự định đặt máy ở tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ. Hôm 29 tháng 3, đích thân Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có dòng Twitter cũng như thông cáo trên trang web Nhà Trắng, cho hay đây là dự án 4 tỷ đô la tạo ra hơn 7.000 việc làm và hàng trăm ngàn xe điện và chạy pin tại Mỹ. Ông Biden nói dự án VinFast nối tiếp các thông báo vừa qua từ GM, Ford và GM trở lại đầu tư ở Hoa Kỳ và tạo việc làm. Nộp dự thảo hồ sơ niêm yết tại Mỹ Thông cáo ngắn của VinFast ngày 7 tháng 4 nói, Hôm nay, công ty VinFast Trading and Investment PTE. LTD, một công ty con được thành lập tại Singapore của tập đoàn Vingroup, công ty cổ phần công bố đã nộp dự thảo hồ sơ niêm yết sơ bộ theo mẫu F1 lên Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ liên quan đến việc đề cập chào bán cổ phiếu phổ thông ra công chúng. Quy mô đợt phát hành và đánh giá bán cổ phiếu vẫn chưa được xác định. Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng dự kiến sẽ diễn ra sau khi Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ hoàn tất quá trình xem xét và tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác. Thông cáo báo chí này được thực hiện theo quy tắc 13 năm của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 của Hoa Kỳ, tức là đạo luật chứng khoán đã được sửa đổi của Mỹ và không được coi là lời đề nghị bán chào mua bất cứ chứng khoán nào mọi lời chào mời đề nghị mua hoặc là bất kỳ giao dịch bán chứng khoán nào sẽ được thực hiện theo các yêu cầu đăng ký của đạo luật chứng khoán. Ngày 3 tháng 12 năm 2021, ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú giàu nhất Việt Nam, đã ký nghị quyết của Hội đồng Quản trị Vingroup. Theo đó, nhằm chuẩn bị cho việc IPO tại Hoa Kỳ, Vingroup sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong công ty VinFast cho công ty VinFast Trading and Investment Singapore. Cụ thể, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast trụ sở tại khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam cho công ty VinFast Trading Investment PTE.LTD, một công ty con của tập đoàn VinGroup có trụ sở chính tại Singapore. Sau khi hoàn thành quá trình tái cấu trúc, tập đoàn VinGroup và các cổ đông hiện hữu của VinFast Việt Nam trực tiếp sở hữu 100% cổ phần của VinFast Singapore theo đó gián tiếp sở hữu 99,9% VinFast Việt Nam. Công việc kinh doanh của Vingroup Tính đến ngày 19 tháng 11 năm 2021, VinFast có vốn điều lệ sắp xỉ 50.500 tỷ đồng, với 4 thành viên góp vốn là Vingroup, 51,52%, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam 48,38%, ông Phạm Nhật Vượng 0,05% và ông Phạm Nhật Quân Anh 0,05%. Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam cũng là cổ đông lớn nhất đang nắm giữ 33% cổ phần của Vingroup. Báo cáo của Vingroup tháng 5 năm 2021 cho biết trong năm 2020, VinFast đã bán ra 31,5 ngàn ô tô và 45,4 ngàn xe máy điện, đứng đầu về doanh số xe trong tất cả các phân khúc đang hiện diện. Cũng theo báo cáo của Vingroup năm 2021 thì trong năm 2020, doanh thu thuần đạt 110.490 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2019 lợi nhuận gộp cả năm 2020 đạt 17.313 tỷ đồng, giảm 54% so với năm 2019 do hầu hết các lĩnh vực hoạt động đều bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 13.943 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.546 tỷ đồng, giảm lần lượt là 11% và 41% so với năm 2019. Theo báo cáo này, do Chủ tịch Phạm Nhật Vượng ký, nhìn lại năm 2020, Tài sản ngắn hạn giảm 31.379 tỷ đồng, tương đương với 16% so với 31 tháng 12 năm 2019, ảnh hưởng chủ yếu bởi biến động ở chi tiêu hàng tồn kho do trong năm bàn giao nhiều tại ba dự án Vinh Hôm và ghi nhận doanh thu bàn giao xe Vinh Phát tốt. Tài sản dài hạn ghi nhận mức tăng 24% so với năm 2019, đạt 256.490 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 trong đó tài sản cố định tăng 17.371 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 16% do trong năm khai trương công viên chủ đề Vinh Quân Phú Quốc giai đoạn 1, khai trương trường đại học VinUni và 4 cơ sở VinSchool, đồng thời tăng tài sản bổ sung cho nhà máy VinFast, VinSmart. Chi phí xây dựng cơ bản sở giang tăng 19.864 tỷ đồng trong năm 2020 chủ yếu là do mua mới một số dự án bất động sản trong năm và tăng từ các dự án đang triển khai như Vingwonder Phú Quốc, cải tạo hạ tầng Vinpearl Nha Trang, đầu tư dự án xe buýt điện Vinfast và máy móc thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuất các mẫu xe mới. Tỷ phú giàu nhất Việt Nam Mới đây, danh sách tỷ phú thế giới năm 2022 do tạp chí Forbes thu thập và công bố cho biết Việt Nam hiện có 7 tỷ phú, thêm một người so với năm trước. Tỷ phú Nova Group Bùi Thành Nhân, lần đầu tiên được Forbes tính là tỷ phú với tài sản khoảng 2,9 tỷ đô la. Ông Phạm Nhật Vượng vẫn là tỷ phú giàu nhất Việt Nam với 6,2 tỷ đô la theo Forbes. Thứ hai là tỷ phú thép Trần Đình Long, xứ 3,2 tỷ đô la, tăng 1 tỷ đô so với năm ngoái. Tổng giám đốc Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo đứng thứ ba với tài sản 3,1 tỷ đô la. Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh đứng thứ năm với 2,3 tỷ đô la. Tiếp theo là chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang với 1,9 tỷ đô la chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và gia đình xếp thứ bảy với 1,6 tỷ đô la. Một xếp hạng khác, Bloomberg Billionaire Index, tính 500 người giàu nhất thế giới, hiện xếp ông Phạm Nhật Vượng là người Việt duy nhất trong danh sách. Theo Bloomberg tính, ông Vượng đang có 7,2 tỷ đô la, xếp thứ 347 trên thế giới. Còn theo tính toán của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng có 6,2 tỷ đô la, đứng thứ 411 trên thế giới năm 2022. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết VinFast nộp dự thảo hồ sơ niêm yết tại Hoa Kỳ do biên tập viên Thu Phương, Thời báo chấm từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày. Quý vị và các bạn nhớ ấn like, share và subscribe kênh của chúng tôi để đón nhận những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Chiến tranh Ukraine, chế tài vũ khí của Nga đã đẩy Việt Nam vào thế kẹt. Trước đây thời Liên Xô, Việt Nam tự nguyện làm chư hầu và đến khi Liên Xô sụp đổ thì dường như là nước Cộng sản Việt Nam cũng không muốn thoát khỏi thân phận cũ. Vẫn thân Nga, vẫn mua vũ khí của Nga và luôn ủng hộ Nga. Việt Nam có mối quan hệ quốc phòng kéo dài hàng thập kỷ với Nga kể từ cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Từ năm 1995, sau một thời gian gián đoạn vì chiến tranh lạnh, Nga trở lại thành nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 1995 và 2021, Việt Nam nhập khẩu vũ khí trị giá gần 7,4 tỷ đô la từ Nga. Theo thống kê về chuyển giao vũ khí của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, lượng vũ khí mua từ Nga chiếm hơn 81% tổng lượng nhập khẩu vũ khí của Việt Nam. Việt Nam cũng là quốc gia Đông Nam Á mua nhiều vũ khí nhất từ Nga. Theo dữ liệu của SIPRI, trong vòng 20 năm qua, hơn 61% lượng xuất khẩu quốc phòng của Nga sang Đông Nam Á được đưa tới Việt Nam, và Hà Nội là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thứ năm toàn cầu của Moscow. Khi những căng thẳng của Việt Nam và Trung Quốc tăng cao ở Biển Đông vào giữa thập niên 1990, Nga trở thành trọng tâm trong quá trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của Việt Nam. Theo nhận định của Lastory, nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Isaac Yusof Isaac ở Singapore, trong một bài bình luận đăng trên trang web của Viện, ông Story cho rằng những trợ giúp về quân sự của Nga đã giúp biến quốc phòng của Việt Nam thành một trong những lực lượng vũ trang hiện đại và có năng lực nhất ở Đông Nam Á, giúp cho Hà Nội có một sự đan đe dù còn hạn chế nhưng đủ mạnh để chống lại Trung Quốc ở biển Đông. Mối quan hệ gắn kết giữa Nga và Việt Nam có vấn đề, khi mà Nga bị loại khỏi SWIFT sẽ gây khó khăn cho Việt Nam trong ngắn hạn để đáp ứng các khoản thanh toán đến hạn. Với Nga đang bị phương Tây và Mỹ và một số quốc gia châu Âu áp đặt các chế tài, các ngân hàng lớn của Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT và điều này được xem là sẽ gây khó khăn cho Việt Nam trong việc mua vũ khí của Nga. Việt Nam và Nga đã nếm trái đắng này từ năm 2014-2015 khi Nga sắp nhập Crimea và phải chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm ngăn chặn việc chuyển tiền của Nga. Các chế tài của phương Tây lúc đó cũng do Mỹ dẫn đầu, cấm cung cấp thăm dò công nghệ dầu khí và tín dụng cho các công ty cùng ngân hàng nhà nước của Nga. Việt Nam và Nga có thể tìm ra các thỏa thuận tạm thời để tạm ngừng hoặc trì hoãn các khoản thanh toán trong lúc đưa ra các phương thức thanh toán thay thế cho các chủ nợ Nga thông qua việc thiết lập tài khoản của Nga tại các ngân hàng Việt Nam hoặc thông qua các tổ chức tài chính của Trung Quốc. Ngoài ra, cũng theo chuyên gia phân tích quốc phòng này, Việt Nam và Nga có thể có các thỏa thuận linh hoạt liên quan đến thương mại ngược chiều, như trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ thay cho tiền tệ. Được biết Việt Nam và Nga cũng đã từng có việc buôn bán theo kiểu hàng đổi hàng, tức là bây giờ không thanh toán được bằng đồng rúp hay đồng đô la thì họ vẫn có thể thanh toán qua các phương thức như Nga xuất khẩu vũ khí cho Việt Nam và Việt Nam thanh toán cho Nga bằng các mặt hàng khác. Thanh toán này là khá bất tiện, tuy nhiên cũng có thể là cách hay nếu không có lựa chọn nào khác. Theo dữ liệu của SIPRI, vũ khí của Nga chiếm 90% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 1995 đến 2014 nhưng con số này giảm xuống 68,4% trong giai đoạn từ 2015 đến 2021. Những nhà cung cấp vũ khí cho Việt Nam trong giai đoạn sau này gồm có Israel, Belarus, Hàn Quốc, Mỹ và Hà Lan. Các khoản mua sắm vũ khí từ Nga của Việt Nam đã giảm đáng kể từ năm 2015, khi Việt Nam chi 735 triệu đô xuống 9 triệu đô la vào năm 2020 và 72 triệu vào năm 2021 giáo sư Taylor nói và cho rằng việc sụt giảm này không hẳn là do các vấn đề ngân sách như nhiều người giả định, mà là Việt Nam không muốn phô trương để tránh sự tức giận từ phía Đảng Cộng Hòa dưới thời Tổng thống Donald Trump, nên không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán vũ khí lớn nào. Tổng thống Donald Trump vào năm 2017 đã ký ban hành CAATSA, đạo luật liên bang của Hoa Kỳ nhằm áp lệnh trừng phạt vào Iran, Bắc Triều Tiên và Nga. Theo đó, những nước mua vũ khí của Nga sẽ bị Mỹ áp chế tài. Tuy nhiên cả chính quyền Trump và Biden đều miễn trừ Việt Nam và cả Ấn Độ khỏi các chế tài của Mỹ, mặc dù quốc gia Đông Nam Á tiếp tục nhập khẩu thiết bị quốc phòng từ Nga. Thay vào đó, Mỹ để cho Việt Nam giảm dần việc mua vũ khí và thiết bị quân sự của Nga để tránh bị trừng phạt theo đạo luật CAATSA trong lúc tăng cường quan hệ an ninh và quốc phòng với Hà Nội để kiềm chế sự ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực. Nếu Việt Nam tiếp tục mua vũ khí từ Nga thì Việt Nam sẽ có rủi ro là quan hệ với Mỹ sẽ bị ảnh hưởng và Việt Nam nên chọn cái gì tốt hơn cho mình. Dù Việt Nam đã tìm cách đa dạng hóa nguồn cung vũ khí trong những năm qua, nhưng theo nhà nghiên cứu Story, Việt Nam sẽ bị phụ thuộc vào Nga về vũ khí, phụ tùng bảo dưỡng và nâng cấp trong ít nhất hai thập kỷ tới. Với mối quan hệ và sự phụ thuộc như vậy vào Nga, Việt Nam đã hai lần bỏ phiếu trắng không lên án Moscow vì cuộc xâm lược ở Ukraine tại các cuộc biểu quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng trước. Hôm 7 tháng 4, Việt Nam đã bỏ phiếu chống lại việc đình chỉ Nga, một trong ba đối tác chiến lược toàn diện của Hà Nội khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa Moscow và Bắc Kinh là một nguồn rủi ro khác khiến cho Hà Nội phải lưu tâm trong khi tranh chấp biển đông ngày càng gia tăng và việc đưa ra các kế hoạch nhằm loại bỏ vũ khí Nga khỏi hệ thống quốc phòng ngày càng trở nên quan trọng đối với Việt Nam. Thống đốc Cooper nói rằng dự án mang tính chuyển đổi của VinFast sẽ mang lại nhiều việc làm tốt cho tiểu bang của ông. Còn đại sứ Mỹ tại Hà Nội Mark Knapper cho rằng dự án đầu tư lớn nhất của một công ty Việt Nam vào Hoa Kỳ này sẽ đóng góp vào sự thịnh vượng của cả hai quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết Chiến tranh Ukraine đẩy Việt Nam vào thế kẹt do biên tập viên Thu Phương Thể báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày. Quý vị và các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của chúng tôi để đón nhận những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin kế tiếp.